Với sự tham gia của các diễn viên Lưu Đan, Từ Dinh, Lê Nặc Ý, Lâm Y Kỳ, Trịnh Thiếu Dân, Hoàng Tử Hùng, Lý Lâm Ân, Trương Đạt Luân, Lý Gia Đỉnh, Trang Thư Minh, Dương Trác Na, Hà Ý Dân, Triệu Vĩnh Hồng, Mã Đế Lộ cùng một số diễn viên khác, biên kịch Quang Bính Hồng, Liễu Chính Thanh, đạo diễn Trần Chí Giang, Hoàng Nhữ Lạc, Trương Vĩnh Hào, diễn viên lồng tiếng Chí Hiếu, Bích Ngọc, Huy Hồ, Ý Nhi, Thùy Trang, Khánh Văn, Hoài Bảo, Bình Nguyên, Huệ Phụng, Anh Luân, kỹ thuật lồng tiếng Khởi Minh, Cẩm Thuận, Ngọc Tuấn. Phim Máy Ấm Gia Đình. Mối tình vàng của thần Cupid. Chú. Anh. Chuyện gì? Con bị người ta kiện rồi. Con bị người ta kiện. Hay là để tôi trả giúp cô nha. Nhưng mà tôi không quen anh. Hai, từ từ. Sao đúng lúc quá vậy? Anh là... Biết điều qua bên ngồi đi. Được. Ê, xin lỗi nha, tôi phải đi. Nhưng mà chú uống xong mà. Con nhỏ đó hình như không thích mày đó. Bất luận ảnh thế nào cũng không quan trọng. Cái tôi thích là âm nhạc của ảnh. Nè, làm gì đó? Lạ thiệt, sao đứng nghe người ta nói chuyện. Thế ảnh hình như hơi quen. Nhưng mà tôi không quen ảnh. Nè, 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 đi đâu vậy? Xe đậu dưới kia kìa, cẩn thận chút đi. Hơi, ngày nào đi làm cũng mộng du. Ông chủ hiền quá với công chữ cậu đó. Đâu có đâu. Còn nói không, hôm qua đi thu máy DVD 3 tiếng mấy mới trở về. Ông chủ nói thuận đường thì mua bóng đèn, cậu có mua không vậy? Đúng lúc tôi quên thôi. Thì đúng rồi, cậu thứ gì mà không quên. Muốn gạt tôi hả? Tôi cũng từng là thanh niên nè. Trở về không nói tiếng nào, ôm cái đàn chui vô góc hát mấy cái bài thân tình không. Bị con gái đá rồi có phải không? Đã nói không phải rồi mà. Vậy càng tệ. Cả cơ hội bị đá đít cũng không có. Bị từ chối thẳng luôn. Ngay đến mặt của tôi mà cổ cũng không nhận ra, làm sao từ chối? Không nhận ra là chuyện bình thường thôi. Cái băng mặt mà giống như cậu vậy á, đi tới Dượng Giác kiếm đại vài thằng cũng có đó. Tôi nhìn xấu xí thôi nhưng mà cũng có lòng tự trọng chứ bộ. Nè, trong tình yêu á, phải dẹp bỏ lòng tự trọng không cần thiết. Một lần mà không được á, thì xuất hiện vài lần trước mặt cổ, cứ đi qua đi lại hoài vậy đó. Tiếc là lần nào cũng không nhận ra tôi. Vậy là cổ đã chê cậu, cậu hết hy vọng rồi, đừng có lãng phí thời gian. Không phải đâu, cậu rất thích anh người rối. Cậu điên hả? Người rối là người rối, còn cậu là cậu. Không lẽ đi chơi cũng đeo cái mặt người gỗ theo sao? Người làm tổn thương tôi nhất chính là ông đó, ông Hồng mà. Không phải tổn thương cậu mà là tốt cho cậu. Ê nè nè, chờ chút, ngồi xuống. Ê, ngồi xuống. Từ từ, hàng mắc tiền đó. Thôi chết rồi, 4 giờ rưỡi rồi ông Hồng ơi, làm mau lên đi. Có chuyện gì mà gấp dữ vậy cậu? Tôi có hẹn 6 giờ phải đi dự lễ trao giải của đài truyền hình nữa. Tôi đã chuẩn bị áo quần để thay hết rồi. Sao ông chịu nói sớm? Thôi nhanh lên giùm cái đi mà. Cẩn thận đó, cái thằng mắc dệt. Biết rồi. Ôi à, nè, cẩn thận, cẩn thận. Làm cái gì vậy trời ơi, cẩn thận chứ. Nè, sao ông không có nghĩa khí gì hết vậy? Lúc nào cũng kéo lấy tôi. Điên hả? Đỡ cậu cái tủ nó hư làm sao? Là gỗ quý đó. Ai biểu cậu lo giờ con gái gì? Nè, cẩn thận đó. Không được rồi, chân của tôi đau quá. Từ từ thôi. Anh đi vậy có được hay không? Không được cũng phải được. Tiếc là tôi phải lên đài truyền hình để làm việc. Nếu không có thể đưa anh đi bốc thuốc rồi. Không kịp đâu. Chà. Nè, thấy chưa cậu bị thương. Tôi lấy rượu thuốc đặc biệt ra. Sau khi thoa lên, ngày mai có thể đi làm được rồi đó. Ngày mai? Tôi cần phải đi trong tối nay. Tối nay anh đi đâu? Tối nay đài truyền hình có lễ trao giải bài hát quảng cáo. Tôi nhận lời là dùng thân phận anh người rối để đi nhận giải rồi. Bài hát chủ đề của Lấy Động Vật Nhỏ Mềm Nóng Bỏng được giải nhất hả? Sao cậu biết? Tạo hình tối nay của cổ do tôi phụ trách mà. Tôi đã hứa với người ta rồi. Ê, cậu yên tâm. Nếu cậu tin tưởng tôi á, nè, dù sao cũng đeo mặt gỗ thôi và không cần hát, tôi đi giúp cho cậu. Ông, tôi làm cho hai người mất mặt lắm hả? Phải giúp tôi mang hợp đồng đi cho khách hàng ký không? Tiền taxi thì công ty sẽ trả. Không phải tôi không giúp cô, tôi đang giúp Richard làm giấy tờ ra tòa cho ngày mai. Lát nữa tôi phải cùng với chị Hà đi gặp khách hàng rồi. Cô Liễu tối nay phải đi Bắc Kinh rồi. Nếu như tối nay không ký xong hợp đồng, phải đợi thêm nửa tháng nữa. Khách hàng không đợi được đâu.
Thật ra tối nay tôi rảnh, hay là tôi giúp cô mang đi? Quá tốt rồi. Nè, sau khi cô tới đây rồi, cô gọi cho Anita, cô ấy sẽ giúp cô mang vào. Đài truyền hình. Cô Liễu này là... Đợi đã. Cô Liễu tức là em nóng bỏng. Hôm nay cô ấy diễn xuất ở đài truyền hình. Tôi và trợ lý của cô ấy nói rõ rồi. Ừ, tôi biết rồi. Cô thật là nhận được không? Đừng cho người khác ký đó. Yên tâm đi, không thành vấn đề. Cảm ơn. Trời, sớm biết là đến đài truyền hình, tôi đã đi rồi. Tôi rất muốn gặp ngôi sao. Walter, đến xong phần ghi chép của cuộc họp chưa? Casey cần gấp. Cô đợi thêm 10 phút nha, em nóng bỏng nhận giải xong sẽ xuống. Cảm ơn Anita. Tôi là người của văn phòng luật sư Trà Lý Thi. À, được rồi, cô có phần hợp đồng cần tôi ký có đúng không? Làm phiền cô. Xem xong rồi thì cô ký tên vào chỗ có dán giấy là được. Ok, thật ra luật sư Doãn cũng đã nói với tôi. Xong rồi, xin hỏi cô có viết không? À, dạ có. Nè, alo. Nè, tôi vừa mới xem xong truyền hình trực tiếp đó. Nhìn thấy trên truyền hình có phải lạ lắm hay không? Một chút thôi, nhưng mà anh nói cảm ơn thì giọng không được tự nhiên lắm. Tóm lại là tôi cảm ơn anh nha. Không cần khách sáo đâu, nhưng nói gì thì nói, áo của anh mặc vô khó thở quá. Hay là hôm khác tôi làm một bộ mỏng hơn cho anh? Được, 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 vậy rồi nghiên cứu nha. Được, bye bye. Hay. Hả? Thì ra anh chính là người rối hả? Nè, anh bị người ta nhìn thấy hả? Tôi đã rất cẩn thận, nhìn bên ngoài không có người cho nên mới bước ra. Nhưng mà tôi thấy cổ hình như có quen anh người rối. Là người nào? Nếu như tôi nhận không lầm, cổ chắc là nhân viên tiếp tân trong văn phòng luật sư của chú tôi. Tư tư. Lúc trước tôi gặp cổ ở trong hôn lễ của Tàu Tổng, chắc là cô ấy. Thôi chết rồi, phải tính sao đây? Anh cũng không biết tính sao, lúc đó tôi lại càng bối rối hơn, lại không kịp quay về bàn với anh. Đột ngột quá, tôi đành thừa nhận luôn. Thì ra anh là người rối hả? Tôi biết là tôi có hơi đường đột, nhưng mà không biết anh có nhận ra tôi không? Tôi là... Thật ra, tôi không muốn người khác biết thân phận thật sự của anh người rối đâu. Tôi mong cô có thể giúp tôi giữ lấy bí mật này, không biết cô có thể làm được không? Được, đương nhiên là được. Ý tưởng nhân, em nóng bỏng về rồi, cậu còn ở đây sao? Lát nữa tôi về sau cũng được mà. Cảm ơn. Xin lỗi, tôi phải đi nha. Cổ nhìn thấy rõ mặt của tôi, tôi nghĩ cổ tưởng tôi là anh. Anh cũng không cần phải quá lo lắng, cổ bị bệnh mù mặt mà. Tôi nghĩ cổ quay lưng đi là cổ không nhớ mặt của anh nữa đâu. Bệnh mù mặt, có loại bệnh này nữa hả? Phải đó, tôi gặp cổ bên ngoài 3 lần rồi, có lần nào cổ nhận ra tôi đâu. Vậy tôi cũng yên tâm rồi. Lỡ như mà truyền ra ngoài, tôi cũng không muốn hại anh lộ thân phận, cũng không biết giải thích làm sao. Tôi biết mà, anh cũng đâu phải cố tình làm lộ thân phận của tôi. Cổ là fan của anh người rối, anh dùng thân phận của anh người rối nói với cổ, kêu cổ đừng nói ra. Tôi nghĩ cổ sẽ làm theo thôi. Cổ không nhận ra tôi tất nhiên là tốt, nhưng anh cũng nên có sự chuẩn bị tâm lý. Cũng có ngày phải tháo mặt nạ ra cho các fan của anh nhìn mặt thật của anh chứ. Vào lúc thích hợp, tôi sẽ cho cổ một lời giải thích. Cứ vậy đi. Anh tự suy nghĩ đi, tôi về nha. Bye bye, bye bye. Cảm ơn Tiểu Dân. Không có gì. Alo, Raymond hả? Có phải lúc trước anh muốn mua máy ảnh của hãng nước Hoa một mặt sau không? Tôi muốn bán nè. Anh mua rồi sao? Không có gì. Thôi được rồi, liên lạc sau.
Tôi còn tưởng là bán máy ảnh kiếm tiền chỉ xảy ra với tôi thôi chứ. Luật sư Doãn gửi thư luật sư về bên Honeyuki. Đối phương cương quyết không chịu nhượng bộ, kêu tôi chuẩn bị tâm lý phải mời luật sư cao cấp. Mướn luật sư cao cấp mất bao nhiêu tiền? Tôi chưa có biết nữa. Nhưng mà tôi nghe chú tôi nói, thông thường chú tìm luật sư cao cấp cho khách hàng đều yêu cầu khách hàng chuyển hết tiền cọc vào tài khoản của văn phòng luật sư trước. Lỡ như khách hàng thư kiện xong rồi bỏ trốn, văn phòng còn phải chịu chi phí mướn luật sư cao cấp nữa. Nhưng chú anh làm trong đó mà, có thể nhờ quan hệ, không cần phải chuyển tiền trước. Tôi chính là không muốn nhờ mối quan hệ này. Vậy anh đi bàn bạc với ông chủ đi, xem có thể cho anh mượn được không. Hỏi ba mượn tức là xin tiền của ba. Một người làm thì một người chịu. Tôi không muốn vì chuyện của tôi mà hại gia đình phải bán nhà bán tiệm. Mấy trăm ngàn không phải là con số nhỏ đâu, bán mấy ảnh giúp được gì chứ. Tôi biết mà. Nếu như anh không có cách, tạm thời gác sang một bên đi. Bài hát tôi mới viết lần trước nè, đã viết xong lời bài hát rồi đó, cho tôi chút ý kiến đi. Tiểu Cát, tôi muốn một phần cơm sườn và cà phê nóng mang đi. À, dạ được. Tôi cũng vậy, cảm ơn. À, ok, đợi chút nha. Nè, hả? JC của văn phòng luật sư Sử Lâm Liêu có phải cháu gái của anh John không? Ừ. Anh còn có đứa cháu đúng không? Ừ, hình như tên là Leslie. Tên tiếng Hoa có phải là Mã Tử Nhân không? Ừ, anh làm thiết kế hình tượng. Hôm trước anh có tới văn phòng luật sư, hình như là bị người ta thư kiện xâm quyền. Anh bị kiện hả? Ừ. Cháu trai của anh Tráng là Tử Nhân, bị ca sĩ người Nhật là Honeyuki, công ty chế tác của cổ kiện xâm quyền. Nè, anh ở bên kia kìa. Mã Tử Nhân. Anh tên là Mã Tử Nhân. Là tôi. Tôi chưa chính thức giới thiệu, tôi tên là Lý Tư Tư. Xin chào. Không làm phiền anh nói chuyện với bạn nữa, tôi đi nha. Bye bye. Bye bye. Nè, không phải cô không nhận ra tôi sao? Tôi cũng không biết tại sao cô lại nhận ra anh nữa. Xin lỗi, tôi phải đi trước nha. Mã Tử Nhân, tôi sẽ nhớ mặt của anh, nhất định nhớ. Alo ông Hồng. Nè Phi, đã hẹn 12 giờ rưỡi, đợi dưới lầu rồi mà. Còn phải tới đồn môn nữa đó. Xuống liền, nói sao đi. Nè, tôi phải đi giao hàng rồi. Tôi phải đi tìm chú bằng gì vụ kiện nữa. Thôi vậy tạm biệt nha. Cảm ơn nha, cảm bye ơn, bye. Cảm ơn. Sao đợi lâu quá vậy? Nè, không phải nói là lát nữa chị Maggie muốn gặp chị sao? Chị lên trước đi, tôi ở đây đợi là được rồi. Hay quá, cảm ơn nha Tư Tư, tôi lên trước. Bye bye. Ê cha, em bị ba của anh Phi. MP3 là của tôi. Cảm ơn. Mì đã nát hết rồi. Xin lỗi nha, gói mì cuối cùng cũng bị tôi nấu hư luôn. Không ăn mì thì không sao, chúng ta có thể gọi món ăn ở ngoài. Nhưng tôi cảm thấy cái chết của mì này đáng để một cuộc phỏng vấn nguyên nhân cái chết để điều tra đó. Có chuyện gì thì nói ra sẽ tốt hơn là để trong lòng. Gần đây tôi có quen một người, tôi rất là thích ảnh, cảm thấy anh có tài năng. Vậy phản ứng của đối phương đối với cô thì sao? Ảnh viết một bài hát, lời của bài hát giống như đang nói về câu chuyện giữa tôi và ảnh. Hình như người đó cũng có cảm giác với cô. Lúc đầu tôi cũng nghĩ vậy đó, nhưng mà tới khi tôi đối mặt với ảnh thì không biết là tại sao ảnh hình như rất lạnh lùng với tôi, giống như thành một người khác vậy đó. Vậy có khi nào vì cậu ấy mắc cỡ không? Thực ra tôi và ảnh trên blog có giao lưu rất nhiều, nhưng quay về hiện thực, ảnh hình như rất bí mật, rất nhiều chuyện không chịu nói với tôi.
Tôi cảm thấy anh ở trên blog thành thật hơn nhiều. Chuyện này thì tôi hiểu. Nhiều lúc đối mặt với một người mà mình thích sẽ vô cùng chú trọng cảm nhận của đối phương, chưa chắc có thể quay lại chính mình. Thật sự là vậy sao? Hoặc là cố tình giấu cảm giác của mình, không muốn để lộ quá nhiều để làm đối phương sợ hãi. Có khi nào chẳng qua ảnh chỉ xem tôi là một trong số những fan hâm mộ của ảnh mà thôi? Có phải tôi đã suy nghĩ quá nhiều không? Cô yêu một ca sĩ hả? Ảnh không phải là một ngôi sao, ảnh rất đơn thuần. Cô có thể gọi ảnh là ca sĩ. Được rồi. Nè, cô phải có lòng tin với mình. Trên đời này có thể gặp được một người làm cho trái tim mình đập mạnh là rất khó. Nhưng mà tôi luôn cảm thấy khoảng cách giữa tôi và ảnh rất là xa. Tóm lại giữa hai người, một người bước về trước một bước, khoảng cách sẽ từ từ rút ngắn. Đôi khi chuyện tình cảm cần nói đến thời điểm nữa. Nếu cô thực sự thích cậu này, đừng suy nghĩ quá nhiều. Nếu không ngày nào đó giữa cô và anh ấy đột nhiên có thêm một người, đó mới là chướng ngại không thể bước qua. Bài hát này có phải là... Là tôi viết vậy cô? Tôi thật sự rất thích. Cảm ơn anh nha, Tử Nhân. Anh người đối bên kia kìa, mau lên. Chị không làm phiền anh nữa, chúng ta nói chuyện ở lóc sao? Thật ra tôi chính là Điền Tâm ở trên lóc. Bye bye. Lexia, anh được rảnh đúng không? Có thể giúp tôi xếp mấy cái ghế không? Được. Xin lỗi nha, loại hình biểu diễn này là phải một mình làm hết tất cả mọi chuyện. Không sao, phải cảm ơn cô mới đúng. Lúc này vẫn có người tìm tôi hợp tác. Anh đừng nói như vậy, anh không chê show tôi quá nhỏ là được rồi. Tất nhiên là không rồi. Ý, nói chuyện với anh sau nha. Ông nội, sao mọi người tới đây vậy? Cả nhà cố tình tới ủng hộ cho con đó. Ủng hộ con? Con chỉ phụ những việc vặt mà thôi. Tự nhiên, thật ra con là chỉ đạo hình tượng, sao lại phải giúp sắp xếp ghế? Đôi khi làm việc không thể tính toán quá chi li được. Nè, show biểu diễn chiều nay mới bắt đầu mà, cùng nhau đi uống trà đi. Phải rồi đó. Không được đâu, con phải ở đây chờ lệnh. Bây giờ còn chưa có người đến, đi khỏi một lúc đi. Anh đối với bản thân mình cũng có yêu cầu mà. Mọi người đi trước đi. Con không ăn cơm à? Anh Phi nói lát nữa sẽ đi bác sĩ ở gần đây, anh sẽ mua cơm dùm cho con ăn. Có tình đó được không? Hay là mua điểm tâm cho con ăn nha? Ừ, không được. Chỉ bằng mua sủi cảo nhân di cá cho con làm món ăn chiều. Tóm lại con phải nhớ, cả nhà đều ủng hộ con hết. Tráng lên. Yes. Tráng lên. Nhỏ tiếng một chút, mọi người trong tòa nhà đều nhìn thấy hết rồi kìa. Đừng phá hoại hình tượng của Tử Nhân. Đi mau, mau lên đi. Đi. Bye bye. Tử Nhân, đồ ăn tới rồi nè. Cảm ơn anh nhiều. Chân của anh sao rồi? Chân của tôi không sao. Ông chủ kêu tôi đi chụp quang tuyến để cho an toàn. Lấy kết quả rồi. Ok, vậy thì tốt. Nè, anh có cần quay về nhạc được bảo hay không? Tôi chưa biết nữa. Phải chờ buổi biểu diễn kết thúc mới biết được. Lúc đó gặp mặt. Ok, vậy đi, lát nữa gặp. Bye bye. Alo, Tình Tình hả? Tôi tới trung tâm mua sắm rồi, đã ở trước cửa siêu thị. Tôi cũng sắp tới. Vậy được rồi, tôi đợi cô. Bye bye.
有没有，纯真密友，了解过这一块木头，曾似梦偶，时刻内疚，便占了这一个。